Ok, xin chào tất cả các anh. Đây xin phép là hướng dẫn anh em là cái quy trình tay lốt bơi ở giữa đường. Vâng, đầu tiên là đến cái trường đó là cái lốt phía sau bên trái chúng ta đứng nơi. Thì trước tiên để chúng ta biết quy trình là tay lốt thì phòng chúng ta có một số lưu ý như sau. Đó là khi mà chúng ta biết tay lốt sau bên trái chúng ta đứng nơi, đầu tiên chúng ta là cái lốt là sau bên trái. Và đồng thời chúng ta để mà đảm bảo cái lan bàn chúng ta chọn các vị trí là cái vị trí là nếu có một nền nó chắc chắn để đảm bảo chúng ta đi tiếp nó không bị xảy ra tai nạn nào hết. Sau đó chúng ta gọi là lúc đầu tiên chúng ta chọn vị trí là vị trí phòng bảo và bên cạnh thứ hai là chúng ta chọn thứ hai là chúng ta sẽ kê chèn lốp. Ví dụ chúng ta là đang lốp bên phải hơn chúng ta phải chèn lốp phải trước. Để làm sao đó là khi chúng ta đi lên được cái vị trí là cái vị trí lốp sau nó có một cái xu hướng nó sẽ xô về phía trước, chúng ta phải chèn cái này ở ngoài đường chúng ta thường hay chọn cái công cụ chèn là đá hoặc là những cái gì vật dụng của nó tương đối một chút. Đây chúng ta vừa bây giờ là hai cái như này nhé. Chúng ta lưu ý là nếu mà chúng ta thay lốp đằng sau thì chúng ta chèn chèn cái vị trí lốp đằng trước mà vị trí lốp đằng trước bên hơi chúng ta chèn chèn lốp đằng sau cộng với cả cái công tác chúng ta là có cái tay thì hoàn toàn. Và tiếp theo là bắt đầu là nếu mà lốp còn nữa. Dụng cụ thay lốp bao gồm là một chiếc này, một chiếc lốp này và lốp dự phòng. Lưu ý nữa là cái vị trí mà chúng ta đọc là chúng ta chọn cái vị trí là cái kích là cái vị trí trên tuyến rồi. Và chúng ta cũng lưu ý một cái nữa là chúng ta phải cảnh báo ví dụ chúng ta là ở ngoài đường, chúng ta đi qua đường chúng ta phải đặt cái cảnh báo ở chúng ta ra chẳng cảnh tượng những xe khác người ta không thấy chúng ta sẽ va chạm sẽ xảy ra. Ok, năm nay chúng ta trước khi chúng ta tiếp chúng ta sẽ lấy lốp vào ra đấy lốp ra chúng ta lấy lốp ra nhé, chúng ta tiếp đây chúng ta không lấy được đâu để sao ta chúng ta ở ngoài chúng ta cũng có cái tay gương của chúng ta sẽ để cái chút lốp nào chúng ta đặt thì cái này là khi mà chúng ta đang làm ở cái xe chúng ta dùng phun bắn vào cái vật chất để chúng ta làm cay được thì chúng ta làm công tác xử lý bằng vật. Chúng ta là nối cả bốn con lô cam kê nhé. Ok, đã xong cái công đoạn là chúng ta lưới. Bây giờ công đoạn là chúng ta là kê kích. Chúng ta kê kích để các vị trí ở xe chúng ta bốn cái vị trí. Bốn vị trí kê kích là trước được xong. Tấn chỉ cho anh em vị trí là cái kê kích. Anh em lưu ý là cái thông xương body của xe bên này chúng ta có cái gân ở giữa ở hai bên. Nó sẽ chạm vào cái bao bô lê. Và cái bao bô lê cái gân này cho nó sẽ ăn vào cái nàng. Cái vị trí của cái nam đó là sẽ ăn vào để đảm bảo nó là cái chậm chậm thôi. Vị trí đây nhá. Anh em lưu ý cái này ăn vào đúng cái xương ở dưới bao lên. Như cái xe Kona này chúng ta đã lắp cái biển rồi, chúng ta cũng nhìn thấy cái vị trí là chúng ta quyết định là vị trí kích thích. Thì tôi sẽ chỉ cho anh em cái vị trí tương đối nhé, nó sẽ là ở góc phía trước là góc này và phía sau là góc này bên phải của tương đương. Ok, bây giờ thì cái kích khi mà chúng ta đặt kích ở vị trí là chắc chắn rồi, cái ngang của cái kích đã vào vị trí của cái xương bao lê rồi, chúng ta sẽ kích. Như ý chúng ta kích là xoay theo cái chiều kim đồng hồ, cái kích sẽ là nó sẽ nâng lên xe của chúng ta lên.
cạnh tranh ấy, thì những cái lúc chúng ta là lúc thì sau không có cái dừng cho cái chỗ nên chúng ta mà không tháo đấy ra là cũng là khi mà vào lúc mà chúng ta lúc có cái rất là vất vả. Chúng ta đang trong quá trình tháo tháo bốn con lươn nó ra để tháo cái cụm lốp la răng này của cái lốp vẫn hơi sau khi chúng ta đến cái lốp đang rơi để ra ngoài trong cái này lưu ý trong quá trình chúng ta lắp cái lốp này chúng ta xếp là hai con lốp các bên là đối diện nhau ấy, thứ nhất là cái lốp đầu vào nó không bị chênh nhé.
ngoài tháng 1. Theo nữa là dùng luôn cái này coi có nhiều lớp dự phòng thay vào lớp dự phòng. Lưu ý những cái xe của chúng ta là xe ra răng một như là những cái xe chúng ta có một cái logo của cái xe nhé. Trong quá trình chúng ta cất cái lốp dự phòng cũng là tháo cái logo của chúng ta thì chúng ta lấy cái tuyết lốp này có các em ở trường từ phía trong ra ngoài chúng ta lấy cái logo của chúng ta rồi tất đi thì chúng ta mới bắt cái lốp dự phòng này vào cái tháo của nó, đúng không? Ok rồi, trên đây. Sau khi chúng ta test xong rồi, chúng ta đặc biệt với lại những cái video gần nhất để chúng ta tiến hành chúng ta phá lốp, chúng ta thay lốp tùy theo những cái tình trạng thực tế của nó. Và sau đây là có bạn nào muốn tham gia thực hành cái quy trình là thay lốp của mình có bao nhiêu lần không? Có bạn nào muốn thực hành luôn không? Nhìn lên luôn. Ở đây cái lưu ý thế này, nếu mà trường hợp nào lốp nó to quá chúng ta có thể hạ cái ghế phía sau, tại vì đây là chúng ta sẽ hạ cái ghế đằng sau này, chúng ta sẽ hạ phần của cái ghế hàng thứ hai nhé. Lưu ý chúng ta hạ tầm mấy cái đóng được cái cốt phía sau không? Quy trình bây giờ là chúng ta sẽ là cái lốp trước nhé. Ở đây chúng ta lắp cái này là cái này là tí nhân tạo được. Tí cho bán luôn đúng không? Con này trước, khả năng là tí là 30 dài thì cái con này là để ở này ra để làm họ ban đấy. Anh kiểm tra xem. Xem có cái đầu. Xong cái này lên 90 rồi. Rồi, phân lại luôn cho anh chợ. Phân lại luôn. Đây là 30.